cho tao mượn tiền nhé. Ok, chết mẹ đéo có tiền trả. Chết, lấy con tao đi rồi tao xóa nợ cho đéo. Bắt cóc từ hôm nay con ông là vợ tôi. Ôi không, con sẽ ăn hết đống lá ngón này. Ơ đờ mờ đéo chết. Mày ăn nhầm cần rồi con ạ. N thời gian sau, yê có lễ hội rồi, đi thôi, đập đập á, trói lại, thả mị ra, mị còn trẻ, mị muốn đi chưa, đéo, bỏ đi. A few moments later. Khiêng vô nhanh đi, đờ mờ, đi hái thuốc cho chồng mày mau lên, có chuyện gì thế, kể chuyện, đờ mờ sao chơi, đéo rủ tao. Xử án các thứ, từ nay mày phải làm người hầu cho tao. Ok, xử án xong rồi đấy, đánh đập các thứ. Từ đó, A Phủ trở thành người nhà thống lý Pa Cha. Thêm một ngày nọ, hươu của ông bị cọp cắn chết rồi. Để tôi đi săn cho đéo trói nhốt các thứ, đi trốn với em không? Ok, cởi trói các thứ, xong rồi đấy trốn thôi. And then they lie happily ever after.